cầu Hiền Vương đó mọi người ơi. Đây. Dạ. Rồi tiên mai nha mọi người. Ốc. Có đầy đủ các mặt hàng nha mọi người. Ai ăn gì để lại số điện thoại em giao hàng cho mọi người. Em bán ngay cầu Hiền Vương nha. Ai có ăn gì thì để lại số điện thoại em giao luôn nha mọi người. Để lại số điện thoại em giao cho mọi người luôn nha. Em bán ngay đầu cầu Hùng Dương nha mọi người ơi. Ai đi ngang ghé ủng hộ giùm em nha. Hàng có mỗi ngày luôn nha mọi người. Bán tối 9-10 giờ tối em mới dọn hàng nha mọi người. À, ghẹ vừa thì em bán anh 250 nha. Còn ghẹ lớn thì 300 nha. Để lại số điện thoại cho em nha, em bán ngay cầu Hùng Dương nha mọi người. Đây, dạy ngon lắm nha anh ơi. Đây, dạy to lắm nha mọi người. Đây.
Cồi 200.000 một ký nha bạn Vinh, bạn Trinh. Đây cồi ngon lắm bạn, mới vừa lên tới luôn. 200.000 một ký cồi nha bạn ơi. Ăn thì để lại số điện thoại mình đi giao luôn nha bạn. Cồi ngon lắm nha bạn ơi. Bạn Quỳnh Ngân 200.000 một ký cồi nha bạn Quỳnh Ngân. Đây cồi ngon lắm nha bạn Quỳnh Ngân. Ăn để lại số điện thoại cho mình đi giao liền luôn nha mọi người. Đây còn bao nhiêu đó là hết cho mọi người. Đây ốc đây. À mực loại vừa thì 250 nha bạn. Còn mực này thì mình lấy bạn 250 nha. Còn mực này mình lấy bạn 230 nha. Ăn để lại số điện thoại cho mình giao luôn nha. Ok nha, bạn để lại số điện thoại mình giao nha bạn Trương Thế Vinh. Suối lớn hả bạn? Chờ đợi mình xíu nha. Rồi mọi người ăn gì thì để lại đợi mình xíu nha mọi người. Bạn Quỳnh Ngân ơi, suối lớn sao á mình không giao được nha bạn. Rồi ok ok bạn Quỳnh Bảo Lê ơi, mực lớn 250 nha mọi Lê. Mực vừa mình lấy bạn 230 nha Bảo Lê. Ốc 130 một ký nha bạn. Đây ốc ngon lắm nha mọi người, ốc mới vừa vô tới luôn. À Quỳnh Ngân ở chỗ đầu cầu Hùng Dương nha bạn, ngay chỗ nước mắm Khởi Hoàng các bạn. Đây cồi này ngon lắm nè. Chí Bùi, chị Tư nó có chí Bùi là có cồi nè chí Bùi ơi. Cuốn là vô giá nha, đi chỗ khác thì người ta buôn bán nha chứ mùi. Này có đầy đủ các mặt hàng nha mọi người. Cầu Hùng Dương nha mọi người. Ai ăn gì để lại số điện thoại em giao luôn nha. Đây ghẹ ngon lắm nha mọi người.
Ai ăn gì để lại số điện thoại em giao hàng luôn nha mọi người. Mọi người ơi, ai ăn gì ủng hộ giùm em nha mọi người, ngay đầu cầu Hùng Vương nha. Bán đầy đủ các mặt hàng luôn nha, hàng của em là hàng tươi sống luôn. Đây nha mọi người. Gì để lại số điện thoại cho em nha, em giao luôn nha mọi người, ngay đầu cầu Hùng Vương nha mọi người. Ai ăn gì ủng hộ giùm em ngay đầu cầu Hùng Vương luôn nha mọi người, hàng rất là ngon nha, hàng tươi sống luôn nha mọi người, bao mọi người luôn nha mọi người. Đây, ghẹ rất ngon nha, ghẹ hôm nay ngon quá nha mọi người. Đây mọi người ơi, mình ngay gần cho mọi người coi nha. Đây ok bạn Thế Vân Chinh nha, rồi đắt nha, mình sẽ giao hàng cho bạn nha, bạn ăn cái gì bạn comment trong này rồi mình sẽ giao cho bạn luôn nha. Đây hàng ngon lắm nha mọi người. Đây đây mọi người cứ ăn gì để lại số điện thoại bên em giao hàng cho mọi người tận nơi luôn nha mọi người. Đây nha. Đây mọi người. Anh Giang ơi, chị Tư ngủ chưa, kêu chị Tư ra giùm em đi. Ngủ quá hả? Kêu chị Tư dậy giùm em đi. Đây nha mọi người. Đây mọi người ăn gì ủng hộ giùm em nha. Đây. À, ghẹ to thì 300 nha bạn, còn ghẹ vừa thì 250 nha, bạn ăn loại nào? Tư gọi cho số điện thoại này, giao hỏi anh này lấy cò, giao cò cho ảnh nhé. Ghẹ to 300 nha bạn, còn ghẹ nhỏ 250 ngàn, hàng bao chắc nha bạn, hàng tươi sống luôn. Bạn ăn ghẹ nào? Ai ăn để lại số điện thoại giùm em nha, giờ em giao hàng luôn nha mọi người. Đây mọi người ơi, nha mọi người, mập cò nha mọi người ơi, hàng ngon lắm nha mọi người. Ai ăn gì để lại số điện thoại giờ em giao cho mọi người luôn nha, ngay đầu cầu Hùng Vương. Đây nha mọi người, ai ăn gì để lại số điện thoại giùm em nha. Mọi người ơi, ai ăn gì cứ để lại số điện thoại em giao cho mọi người luôn nha mọi người. Đây mọi người ơi, mực ngon ngon lắm nha mọi người. Đây rồi, mọi người ơi, mọi người ăn gì ủng hộ giùm em nha mọi người, ngay đầu cầu Hùng Vương nha. Đây ghẹ ngon lắm nha,
còn bạn nào mua gì nữa không, để lại số điện thoại, bây giờ mình đi giao luôn nha mọi người. Đây. Nửa ký giao không chị? Ok, bạn lấy vậy loại nào để mình biết mình giao luôn nha. Cho mình số điện thoại nha. Hà Nguyễn. Cho mình số điện thoại mình đi giao luôn nha Hà Nguyễn. Bạn lấy loại to hay là loại vừa nha bạn? Loại to thì 300, loại vừa thì 100, nửa ký 125.000 nha. Để lại số điện thoại bên em đi giao luôn nha mọi người. Ghẹ ngon lắm nha mọi người ơi. Ốc nè. Sò tổ nha mọi người. Đây bồi nha mọi người, sò nha mọi người. Rất là ngon luôn. Có đầy đủ các mặt hàng nha. Bạn Hà Nguyễn ơi, cho mình số điện thoại, giờ mình đi giao luôn nha bạn Hà Nguyễn. Rồi, ok bạn, cho mình để lại số điện thoại cho mình đi giao luôn nha. Ok bạn. Rồi, bây giờ mình giao luôn nha. Còn ai mua gì không, để lại số điện thoại em giao hàng luôn nha mọi người. Hàng ngon lắm mọi người ơi. Hàng bên em là hàng tươi sống luôn nha. Đây, đây là cho mọi người nha. Ốc à, mực ngon quá trời mọi người ơi. Ai ăn gì để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Rồi. Ok. Có nha bạn. Có nha bạn Hà Nguyễn. Rồi mọi người ăn gì, ai ăn gì nữa không, để lại số điện thoại em giao luôn nha. Đây hàng ngon lắm nha mọi người. Em bán ngay đầu cầu Hùng Vương nha. Đây, đây. Đây mọi người ơi, ốc nha mọi người, sò nha mọi người. Ai ăn gì cứ để lại số điện thoại, bây giờ em đi giao luôn nha mọi người. Bạn Bảo Lê ơi, bạn có lấy mực không? Mình sẵn đi giao luôn nha bạn. Rồi còn ai ăn gì nó không, để lại số điện thoại cho em giao luôn nha. Rồi còn ngon quá mọi người ơi. Đây ghẹ nha, ghẹ rất là ngon nha mọi người. Đây ghẹ bao chắc cho mọi người luôn nha, ngon lắm mọi người ơi. Ok bạn Hà Nguyễn. Ốc nha bạn. Đây ốc nha. Tư lựa giùm em nửa ký gậy gạch giao cho cái anh này luôn, lấy số điện thoại luôn nè. Nửa ký hả? Lấy nửa ký loại vừa thì mình lấy số điện thoại đi rồi hỏi. Rồi ai ăn gì nữa không, để lại số điện thoại em đi giao luôn nha mọi người. Nãy có chị kia hỏi lán lớn mà anh ấy nói sao với mình nha. Anh chị nói để chị chạy xuống chị mua cồi bi mai. 0349 8000 8807 mãi giao đâu. Nửa ký gẹ vườn. Còn ai ăn gì nữa không mọi người ơi, ngay đầu cầu Hùng Vương nha, để lại số điện thoại giờ em tiếp hàng luôn cho mọi người nha. Đây chị ơi, chị mới ăn nửa ký gẹ phải không chị? Đây hàng ngon lắm nha mọi người. Mực nè mọi người ơi. Đây nha mọi người. Ai ăn gì ủng hộ giùm em nữa nha. Ghẹ ngon lắm mọi người ơi, ngay đầu cầu Hùng Vương nha mọi người. Ốc nữa nè. Mực nha mọi người. Đây còi đây. Để lại số điện thoại cho em nha mọi người. Ngay đầu cầu Hùng Vương nha mọi người ơi. Còn ai ăn gì nữa, để lại số điện thoại em đi giao luôn nha mọi người. Ghẹ ngon quá trời mọi người ơi.
ốc nha. Ốc nha mọi người, em bán ngay đầu cầu Hùng Vương nha mọi người. Ai đi ngang thì ghé ủng hộ giùm em, còn không thì để lại số điện thoại em giao cho mọi người, tặng nơi cho mọi người luôn nha. Điện số điện thoại chị này hướng dẫn chị tới đây giùm em, chị mua cồ Vi Mai nè mà chị không biết đường tới nè. Chị phải mua cồ Vi Mai rồi hỏi đâu gì đó. Còn ai ăn gì nữa không mọi người? Mực nha mọi người, mực ngon lắm nha. Đây cồ Vi Mai nha mọi người. Hàng bên em là hàng tươi sống hết nha. Chị ơi, chị muốn cồ Vi Mai hả chị? Nghe nha mọi người. Cái bán cái chỗ cầu Thái Hoàng nha chị. Chỗ nước mắt Thái Hoàng á chị biết không? Có gì dụng chứ không có cái dụng á. Đây nha mọi người, hàng bao ngon nha mọi người. Ngay đầu cầu Hùng Dương luôn. Lấy cho chị này nửa ký ghẹ nè. Ngay đầu cầu Hùng Dương nha mọi người, ai ăn gì để lại số điện thoại giờ em giao hàng luôn nha. Bảo Lê, bạn có lấy mực không về Bảo Lê? Đây mọi người, hàng tươi xanh cho mọi người luôn nha. Hàng bên em là bán hàng tươi sống không nha mọi người. Hàng có mỗi ngày nha, em bán tới tối mới dọn hàng nha mọi người. Mấy ghẹ cặp đó cơ. Đây, đang lựa hàng cho khách nha mọi người. Ai ăn gì để lại số điện thoại bên em giao hàng luôn nha. Giờ bên em giao hàng nha mọi người, ai ăn gì để lại số điện thoại giùm em luôn nha. Mọi người ơi, ai đi ngang ghé ủng hộ giùm em nha, còn không thì để lại số điện thoại em giao hàng tặng nơi luôn nha. Đây mọi người, ai ăn gì ủng hộ giùm em nha. Mực ngon quá mọi người ơi. Ốc nha mọi người. Hộ giùm em nha mọi người ơi. Ngay đầu cầu Hùng Dương, ai đi ngang cái ủng hộ giùm em nha. Còn không thì cứ để lại số điện thoại em sẽ giao hàng tặng nơi cho mọi người luôn nha. Đây, ghẹ ngon lắm mọi người ơi. Đây nha mọi người. Còn ai ăn gì nữa không nha mọi người, để lại số điện thoại cho em giao hàng cho mọi người luôn nha. Hàng bên em là hàng tươi sống cho mọi người luôn nha. Đây nha mọi người, ốc đây mọi người ơi, ốc hôm nay ngon nè, mực nữa nè mọi người. Đây. Thank you.
đầu cầu Hùng Vương nha mọi người, ai ăn gì ủng hộ giùm em nha. Cứ để lại số điện thoại em sẽ giao hàng tận nơi cho mọi người luôn nha. Đây, mực nha mọi người, mực ngon quá trời luôn nha. Đây, còi, ghẹ nha mọi người, ốc nè. Còn ai ăn gì để lại số điện thoại giùm em giao hàng luôn nha mọi người. Ngay cầu Hùng Vương, hàng có mỗi ngày luôn nha. Em bán tới 9-10 giờ tối em mới dọn hàng. Chỉ cần để lại số điện thoại thôi em sẽ giao hàng tận nơi cho mọi người luôn. Mọi người ăn yên tâm hàng bên em nha. Hàng bên em tươi sống không nha mọi người. Đảm bảo cho mọi người ăn luôn nha. Đảm bảo chất lượng cho mọi người luôn. Ốc nha mọi người, ốc 130 một ký nha mọi người. Đây, còi 200.000 nha. Còn mực thì loại lớn thì 250, còn loại nhỏ mình lấy các bạn 230.000. Ghẹ cũng vậy nha, ghẹ loại lớn thì 300 mà loại vừa thì mình lấy 250 thôi nha. Đây nha mọi người, ai ăn gì thì để lại số điện thoại giùm em nha. Ngay đầu cầu Hùng Vương nha mọi người ơi. Ai có đi ngang thì ghé ủng hộ giùm em nha. Giùm em nha, còn không thì có để lại số điện thoại em giao nha. Rồi, mọi người ăn gì có để lại số điện thoại em giao tặng nơi cho mọi người luôn. Đây nha mọi người. Còn ai ăn gì nữa không ạ? Để lại số điện thoại giùm em nha, em giao hàng luôn nha mọi người. Đây nha mọi người. Bên em là hàng tươi sống hết, đảm bảo cho mọi người luôn. Đây nha mọi người. Bạn Nhung Lê, bạn có lấy ốc voi không vậy bạn Nhung Lê? Để lại số điện thoại cho mình giao tận nơi cho mọi người luôn nha. Còn không thì có đi ngang ghé cầu Hùng Vương thì ghé ủng hộ giùm mình. Mình bán ngay đầu cầu Hùng Vương, bán mỗi ngày luôn nha mọi người. Mình bán đến tối mình mới giao, mới dọn hàng nha mọi người. Cứ ăn gì cứ để lại số điện thoại cho em sẽ giao hàng cho mọi người tận nơi luôn. Đây hàng bao ngon cho mọi người nha, hàng tươi sống không nha mọi người.